Thứ bảy tuần thứ nhất mùa vọng. Đức Maria vô nhiễm nguyên tội. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Chương 1 từ câu 26 đến câu 38. Bà Elizabeth có thai được 6 tháng thì Thiên Chúa sai sứ thần Gabriel đến một thành miền Galilê gọi là Nazareth, gặp một trinh nữ đã thành hôn với một người tên là Giuse thuộc dòng dõi vua David. Trinh nữ ấy tên là Maria. Sứ thần vào nhà trinh nữ và nói: mừng vui lên, hỡi đứng đầy ân sủng, Đức Chúa ở cùng bà. Nghe lời ấy, bà rất bối rối và tự hỏi lời chào như vậy có nghĩa gì. Sứ thần liền nói: thưa bà Maria, xin đừng sợ, vì bà đẹp lòng Thiên Chúa. Và này đây, bà sẽ thụ thai, sinh hạ một con trai và đặt tên là Giêsu. Người sẽ nên cao cả và sẽ được gọi là Con Đấng Tối Cao. Đức Chúa là Thiên Chúa sẽ ban cho người ngai vàng vua David, tổ tiên người. Người sẽ trị vì nhà Gia-cóp đến muôn đời, và triều đại của người sẽ vô cùng vô tận. Bà Maria thưa với sứ thần: việc ấy sẽ xảy ra cách nào, vì tôi không biết đến việc vợ chồng. Sứ thần đáp: Thánh Thần sẽ ngự xuống trên bà, và quyền năng Đấng Tối Cao sẽ rợp bóng trên bà. Vì thế, Đấng Thánh sắp sinh ra sẽ được gọi là Con Thiên Chúa. Kìa bà Elizabeth, người họ hàng với bà, tuy già rồi mà cũng đang cưu mang một người con trai. Bà ấy vẫn bị mang tiếng là hiếm hoi, mà nay đã có thai được 6 tháng. Vì đối với Thiên Chúa, không có gì là không thể làm được. Bấy giờ bà Maria nói: vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa, xin Chúa cứ làm cho tôi như lời sứ thần nói. Rồi sứ thần từ biệt ra đi. Hôm nay giáo hội long trọng mừng kính lễ Đức Mẹ vô nhiễm nguyên tội. Tính điều này đã được Đức Thánh Cha Pio thứ 9 tuyên tín năm 1854, năm 1858. Đích thân Đức Mẹ đã hiện ra với Thánh Nữ Bernadette tại lộ Đức để xác nhận: ta là đấng vô nhiễm nguyên tội, như viên ngọc quý không tì vết, xứng đáng dành cho bậc mẫu nghi thiên hạ. Đặc ân này thật xứng đáng với mẹ Maria, là mẹ đấng cứu thế, mẹ Thiên Chúa, mẹ được Thiên Chúa gìn giữ, vô nhiễm nguyên tội, nên mẹ tuyệt mỹ. Mẹ diễn tả nét đẹp tinh tuyền của một tạo vật mang trong mình sự thánh thiêng của đấng tạo hóa. Mẹ đẹp vì luôn có Chúa ở cùng. Theo tính tự nhiên, người ta thích chú ý đến cái đẹp bề ngoài. Nhiều người đổ tiền vào việc chỉnh sửa sắc đẹp để mong đổi lấy chút đẹp mau tàn. Là những người con của mẹ Maria, chúng ta hãy biết gội rửa mình khỏi dơ bẩn của tội lỗi và trang điểm cho mình bằng vẻ đẹp của nhân đức để được Chúa ở cùng. Trong mùa vọng và mùa Giáng sinh, chúng ta được chiêm ngắm mẹ Maria tuyệt mỹ, trinh nguyên thánh thiện, bồng ẩm Chúa hài nhi, để ca tụng kỳ công Chúa thực hiện nơi mẹ, và đồng thời cũng noi gương mẹ sống thánh thiện, để Chúa Giêsu được sinh ra nơi tâm hồn mọi người. Chúng ta hãy chiêm ngắm cuộc đời của mẹ Maria để quyết tâm xa lánh mọi tội lỗi, ngay cả tội nhẹ, và nhờ đó sống gắn bó với Chúa Giêsu hơn. Lạy Chúa,
Chúng con xin tạ ơn Chúa đã gìn giữ mẹ Maria khỏi vết nhơ tội lỗi. Xin cho chúng con luôn biết nhìn mẹ như mẫu gương trong sạch, không ô uế bởi tội lỗi trần gian. Amen.